Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Chair of Vietnamese Americans for America First, Betty Bai Nu. Xin chào Maga. Hello em ruột. Hello sớm nhà lá. Sớm nhà lá khỏe không? Wow, lẹ quá. Mới đây mà là hôm nay là ngày 2 tây tháng 10 rồi đó quý vị. Vậy là chỉ còn có dọn dẹn một tháng 3 ngày nữa là đến ngày bầu cử rồi và 1 tháng 3 ngày nữa là quý vị nào tham gia buổi tiệc uh, khao đao ở trong Malaysia uh, lại gặp nhau nữa thời gian đi nhanh quá thời gian trôi nhanh quá phải không quý vị nhớ ngày nào Thái Phan chỉ nhớ ngày nào nhớ lại ngày nào Thái Phan chỉ mới uh, tham gia vào sớm nhà lá lúc đó chỉ còn vẫn còn là bé tí Channel rồi từ 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 đi theo bé tí vậy mà thoáng cái đã ba bốn năm rồi thật sự là thời gian qua quá nhanh và yeah. hôm nay thì thái phan muốn tâm sự quý vị lúc suy nghĩ thì suy nghĩ nhiều lắm nhưng mà tới lúc nói thì thật sự không biết tại sao thấy lúng túng quá bởi vì thái phan không có thói quen chuẩn bị trước những những gì mình nói cho nên nếu mà trong buổi nói chuyện có những cái gì dốc hoặc những lời nói không đúng với chính tả, không đúng với những từ mà quý vị muốn nghe thì quý vị thông cảm nha. À, cách đây không lâu, chắc có lẽ 2 năm, Thái nghỉ 2 năm thì đó là lần đầu tiên Thái Phan gặp bé Tý. Khi bé Tý đến Hawaii và anh em đi làm và Thái Phan có lên đài bé Tý để tâm sự với quý vị một lần thì trong đó thì thái phan cũng tâm sự nhiều, nói nhiều lắm nhưng mà có hai việc, đó là thái phan nói là quý vị ơi, quý vị đã đi đúng đường rồi. Và tới ngày hôm nay thì những gì xảy ra chứng minh lời nói của thái phan là đúng, thật sự không phải không phải là hay nhưng mà thật sự nhìn những gì bé tí với Đạt và Thomas làm thấy cảm nhận được, thấy biết được là ba bạn trẻ này đã làm đúng cho nên đã quyết định đi theo và ủng hộ uh, ba bạn trẻ và xong đó và hôm đó thái cũng có nói thêm một việc là nếu sớm nhà lá được chấp nhận hay là được có lời cảm ơn từ phía của tổng thống trump thì câu nhà, câu câu cảm ơn sẽ là cảm ơn sớm nhà lá và hay là bây giờ là va phát chứ không thể nào cảm ơn từng người được và chúng ta đã nhận được những lời cảm ơn từ những lời cảm ơn từ văn phòng 47, từ tổng thống Trump và gần đây nhất là những nụ hôn à, dành cho những anh chị đến gặp ngài trong uh, trong một lần đi đến uh, buổi địa trên trong một lần đi đến uh, những buổi uh, fundraising của ngài Tổng thống thì thật sự mà nói đúng đây là một quá trình rất là dài và trải qua rất là nhiều khó khăn kể cả trả cho người tổ chức và kể cho cho những người tham gia thì thật thật là đáng tiếc là Thái Phan không có cơ hội và điều kiện để gặp mặt với quý vị nhưng Thái Phan lúc nào cũng theo dõi dõi theo từng bước và việc làm của quý vị và Thái Phan cảm thấy rất là hân hạnh khi được biết quý vị hận hạnh và rất là cảm kích những những việc làm của quý vị nhất là việc làm của ba bạn trẻ nói thiệt với quý vị là thái phan ở nước mỹ này đã hơn 2 phần ba đời người nhưng mãi cho tới năm 2016, Thái Phan mới biết nhờ Tổng thống Trump mà Thái Phan mới hiểu được một chút xíu về chính trị của nước Mỹ. Và cũng nhờ Tổng thống Trump mà Thái Phan có được lòng yêu nước mỹ như bây giờ ngày xưa thật sự thái phan không có để ý tới chính trị và khi có quốc tịch thì thái phan chỉ nghĩ là ờ đi làm đóng thuế đừng làm sai thế là đã đủ một đã đủ công đã đó là đã đủ nhiệm vụ của một công dân tốt nhưng tới khi tổng thống trump trở thành tổng thống thì thái phan mới hiểu được thêm thế nào là lòng yêu nước mỹ nhưng điều quan trọng nhất là kể từ khi xóm nhà lá được thành lập và nhờ ba bạn trẻ trong đó là Bé Tí, Đạt và Thomas đã hướng dẫn cho Thái Phan, đã chỉ cách cho Thái Phan và cùng nhiều anh chị em trong xóm nhà lá xin lỗi phải nói là cùng nhiều cô chú bác anh chị em trong xóm nhà lá thế nào yêu nước Mỹ, thế nào là Tổng thống Trump đã chỉ cho chúng ta biết thế nào là yêu nước Mỹ Và ba bạn trẻ này đã chỉ cho chúng ta làm cách nào để yêu nước Mỹ cho đúng Và cũng nhờ như vậy mà chúng ta đã đi đúng đường, làm đúng việc Cho đến ngày hôm nay thì Va Phát đã không còn là một tổ chức nhỏ bé Đối với văn phòng 45 hay là 47 Committee chúng ta đã là một nhân tố quan trọng nhờ vào số tiền đóng góp của tất cả anh chị anh chị em cô chú bác ở trong xóm nhà lá và điều này đó để làm được điều này chúng ta phải cảm ơn ba bạn trẻ ba bạn đã hy sinh rất là nhiều nhất là bé tí đạt và thomas ba, anh biết ba em hy sinh nhiều lắm rất trân trọng việc làm của mấy em thì Nhân đây thì anh xin nói thiệt, giống như đạt nói đừng có nói cảm ơn qua nói cảm ơn lại nhưng cũng nên cho anh nói một lần cảm ơn là cảm ơn em. Cảm ơn ba em đã chỉ cho chúng đã chỉ cho các cô chú bác anh chị trong xóm nhà lá yêu nước như thế nào và làm thế nào để thể hiện lòng yêu nước của mình. Anh biết trong thời gian qua mấy đứa chịu cũng nhiều điều tiếng. Nhưng mà những điều tiếng này không có đáng kể Thật sự so với sự thành công của xóm nhà lá Thì những điều tiếng này không đáng kể Tại vì họ đánh phá Thì những kẻ đánh phá thì suốt đời chỉ đánh phá thôi Thì nhìn lại trong thời gian Nhìn lại thời gian qua Bọn họ cái Điểm xuất phát của họ từ đâu là đánh phá Cho tới bây giờ họ càng đánh phá thì họ càng tàn mạc và nhìn lại cái xuất phát điểm của Va Pháp từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ từ lúc bắt đầu chúng ta là một nhân tố rất là nhỏ chỉ là những người đến thăm malago viếng thăm tổng thống trump và chỉ được mong ông khỏe mạnh vui vẻ đó là hạnh phúc lắm rồi cho đến khi ông tuyên bố ra tranh cử và chúng ta là một trong những người đầu tiên vận động tranh cử và kêu gọi cộng đồng người việt ở nước Mỹ tranh cử đóng góp để cho cuộc tranh cho cuộc tranh cử này nhưng tiếc thay là tại vì chúng ta quá nhỏ chúng ta không phải là những cơ quan bự hay là những người có ta có có những người có tiếng nói cho nên số đóng tiền đóng góp của chúng ta rất là khiêm tốn chỉ hơn một triệu đô nhưng ý nghĩa của việc làm này rất là lớn thật sự mà nói thì số đóng góp của mỗi người thì khác nhau tùy theo điều kiện của mỗi người nhưng ở đây nói lên được một điều là chúng ta đã làm đúng việc mặc dù làm đúng như vậy thì nhưng chúng ta vẫn bị đánh phá nhưng thôi ai đánh phá thì cứ đánh phá mình làm việc đúng thì mình biết và điều thứ ba thái muốn nói ở đây là lời cảm ơn chính bản thân của mình bản thân của mình đã biết được ai làm việc đúng và cảm ơn bản thân của mình đã kiên định với những gì mình quyết định ngay từ lúc đầu là đi theo ủng hộ ba bạn trẻ và ủng hộ Tổng thống Trump. Tới giờ phút này, Thái cũng có một suy nghĩ. Nếu có sự lựa chọn, Thái Phan cũng trở lại làm lại từ đầu những việc gì mà Thái Phan đã làm trong thời gian qua. Thì người ta nói thì trên đời này không có buổi tiệc nào mà không tàn cả. thì Nhưng mà sớm nhà lá chúng mình thì lại hay hơn. Sớm nhà lá của chúng ta sẽ kết thúc một buổi tiệc Bằng một buổi tiệc gặp nhau ở Malago ngày 5 tháng 11 sắp tới đây à, Xin chúc quý vị thời gian còn lại trong cuộc sống Thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình Dù thời gian chúng ta gặp nhau ở trên mạng rất là ít Nhưng cũng có để lại một số kỷ niệm thật là đáng đáng ghi nhớ một bước ngoặt rất lớn ở trong cuộc đời của chúng ta trong vòng 49 năm tị nạn. Đây là lần đầu tiên cộng đồng người Việt đã làm được một việc làm ý nghĩa. Một việc làm có thể gọi là đền đáp lại. Một đất nước, một quê hương đã gian tay cứu giúp chúng ta. Không biết sau này sẽ có những cơ quan hội đoàn như va phát nữa không? Bởi vì va phát đã để một cái dấu ấn rất là lớn, không biết là sẽ có ai có thể làm được những việc làm như vậy hay không, bởi vì chúng ta đã làm đúng. Cho nên chúng ta mới được đi đến được tới ngày hôm nay. Thì và trước khi kết thúc thì Thái Phan thật sự là cảm ơn ông chú ở bên YouTube tại vì nhờ ông mà Thái Phan biết được rất nhiều cô chú anh chị ở trên mạng có người thì biết nhau chỉ bằng cái tên cũng có nhiều người có cơ hội gặp mặt không biết là trong tương lai chúng ta có gặp mặt nhau mặt đối mặt được không hay là vẫn tiếp tục gặp nhau qua những cái nickname hay là những cái tên ở trên mạng nhưng thái phan thật sự xin chúc quý vị có một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc thôi à, hôm nay tâm sự nhiêu đây thôi bữa nay không có nói gì nhiều chỉ muốn gửi lời đến quý vị là cảm ơn quý vị đã tham gia và đã tin tưởng và đã cùng và đã cùng đi với xóm nhà lá và phát cho đến ngày hôm nay xin cảm ơn quý vị và đặc biệt nhất là cảm ơn đứa em ruột nó là người úc nhưng mà nó cũng tham gia giúp đỡ tham gia tham gia với xóm nhà những hoạt động của xóm nhà lá nhiều lắm hy vọng thì nếu mà trời thương có điều kiện thì bắt biết đâu chừng anh em ruột chị em ruột mình có cơ hội gặp nhau thôi vậy nha quý vị chúc quý vị thật vui vẻ chào quý vị